Đã từ rất lâu, phim ảnh vốn mang lại cho chúng ta những phút giây thư giãn, giải trí sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng, thì đôi khi thông qua phim ảnh cũng mang lại cho chúng ta rất nhiều bài học cuộc sống đầy ý nghĩa và nhân văn. Ngoài ra, phim ảnh còn cho chúng ta rất nhiều cảm xúc, vui có, buồn có, thậm chí đau đớn cũng có khi nhân vật yêu thích của chúng ta chết. Và đặc biệt hơn là cho ta cảm giác lo sợ mỗi khi đi vệ sinh một mình vào ban đêm vì những bộ phim kinh dị trùng trận gây ám ảnh. Trong lịch sử điện ảnh có vô vàn những bộ phim dù trải dài qua bao nhiêu thời gian, năm tháng cũng vẫn còn mang lại rất nhiều cảm xúc cho người xem. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn 10 bộ phim mang rất nhiều những giá trị, cảm xúc khác nhau xuyên suốt hành trình của lịch sử điện ảnh. Không để các bạn chờ lâu thêm nữa, và sau đây là top 10 bộ phim mà theo mình các bạn nên xem ít nhất một lần trong đời. Vị trí thứ 10, Capernaum. Vào năm 2018, có một bộ phim tên là Capernaum của đạo diễn người Liban Nadine Nelabaki được khán giả tại liên hoan phim Cannes tặng một tràng pháo tay dài 15 phút. Bộ phim theo bước chân hành trình của Giang, một đứa trẻ 12 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo đông con ở Beirut, Liban. Vì thường xuyên phải làm việc ở bên ngoài, nhưng dù chỉ mới 12 tuổi, nhưng Giang đã trưởng thành một cách rất đáng kinh ngạc. Cậu có một cô em gái nhỏ hơn 11 tuổi, cả hai nương tựa vào nhau cho tới một ngày em gái của Giang có kinh nguyệt. Điều đó đã khiến cho bố mẹ của Giang, cả đứa con gái của mình, cho con của một ông chủ tiệm tạp hóa. Giang tức giận bố mẹ của mình nên đã bỏ nhà đi. Lang thang trên đường phố, cậu gặp gỡ một công nhân nhập cư người Ethiopia, một người mẹ đơn thân, người sau đó đã cho cậu một nơi ở. Giang sau đó bị bỏ tù vì phạm tội bạo lực và cuối cùng tìm kiếm công lý trong phần xử án. Khi ra tòa, Giang kiện bố mẹ của mình vì tội đã sinh ra cậu. Xem phim chúng ta có thể trách bố mẹ của Giang tại sao lại hờn hững với con cái của mình như vậy, nhưng thực ra bản thân họ cũng chỉ là những nạn nhân trong cái thế giới đen tối họ đang sống mà thôi. Bộ phim này có thể làm rung động trái tim của bất kỳ ai xem nó, có thể làm bạn rơi nước mắt trước những tình cảnh chân thực đến khó tin. Có lẽ những giây phút đầu phim, bạn sẽ cảm thấy phim khá buồn chán bởi các tình tiết khá kỳ lạ, nhưng càng về sau lại càng khó có thể kìm nổi những giọt nước mắt bởi vào lúc này bạn đã hòa cảm xúc của mình vào nhân vật trong phim. Bộ phim đã kéo chúng ta trở về với hiện thực cuộc sống trần trụi. Trong thế giới đẹp đẽ này, vẫn còn rất nhiều những con người khổ sở đang vật lộn với địa ngục trần gian. Tác phẩm đã đoạt 4 giải thưởng tại liên hoan phim Cannes, trong đó gồm có giải Cành Cò Vàng. Vị trí thứ 9, In the Mood for Love. Hoa Dạng Niên Hoa hay Tâm Trạng Khi Yêu là một bộ phim kinh điển của điện ảnh Hồng Kông, phát hành vào năm 2000 của đạo diễn Vương Gia Vệ, với hai diễn viên chính là Lương Triều Vĩ và Trương Mạn Ngọc. Bộ phim xoay quanh mối quan hệ bị dồn nén giữa ông Chu và bà Trương khi cả hai đều mắc kẹt trong hai cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc vì những người bạn đời không chung thủy. Cả hai đều biết vợ chồng của mình là tình nhân của nhau, tuy họ tìm thấy ở nhau niềm thấu hiểu và những cảm xúc rung động. Thế nhưng, vì những nguyên tắc đạo đức, chuẩn mực xã hội đã khiến họ luôn giữ cho bản thân mình không được vượt qua khỏi giới hạn. Những năm 60 ở Hồng Kông, cuộc sống của đại đa số người trong xã hội đều gặp rất nhiều khó khăn, nhưng trong sự chật vật của đời thường, người ta vẫn thấy lóe lên những tình yêu rất đẹp. Đẹp trong sự giằng xé giữa bổn phận và xúc cảm, sức đời với dư vị nhẹ nhàng, êm dịu. Thời kỳ này, việc phụ nữ thể hiện cảm xúc vẫn được coi là một điều cấm kỵ. Vì thế trang phục trong phim không chỉ để chiều lòng thị giác của khán giả, những chiếc xương xám còn thể hiện rất nhiều cảm xúc âm ỉ trong lòng bà Trương xuyên suốt bộ phim. Những chiếc xương xám này đã đưa nữ diễn viên Trương Mạn Ngọc trở thành biểu tượng đẹp nhất của người phụ nữ Á Đông trên màn ảnh. Tâm Trạng Khi Yêu được xem là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của điện ảnh châu Á và được đánh giá là một trong những bộ phim lãng mạn nhất trong lịch sử điện ảnh. Tác phẩm của đạo diễn Vương Gia Vệ từ khi ra mắt đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ những khán giả và giới chuyên môn trên toàn thế giới. Một trong những điều đem lại thành công cho In the Mood for Love đó chính là bộ phim đã tôn vinh được những giá trị văn hóa phương Đông. Vị trí thứ 8, Ba Chàng Ngốc. Ba Chàng Ngốc là một bộ phim điện ảnh hài chính kịch của Ấn Độ ra mắt vào năm 2009 do Jai Kumar Hirani đạo diễn và kiêm viết kịch bản. Chuyện phim xoay quanh về ba người bạn thân cùng học tại một trường đại học. Họ có những hoàn cảnh, tính cách và sở thích khác nhau. Dan Tro là một anh chàng phóng khoáng, thông minh và đôi lúc còn rất liều lĩnh. Và Han có ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh động vật hoang dã.
nhưng vì ước muốn của gia đình nên anh đã thi vào học viện cơ khí. Trà Du có niềm đam mê trở thành kỹ sư, nhưng ngoài sở thích cá nhân, anh còn phải học phí áp lực vực dậy kinh tế gia đình. Anh có người mẹ là giáo viên về hưu, người bố thì nằm liệt giường, và một chị gái ế chồng do không có tiền sắm của hồi môn. Trở thành bạn của nhau, cả ba người đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn và áp lực trong trường đại học. Với cá tính của mình, Gan Tru đã gây ảnh hưởng lớn đến hai người bạn, giúp họ vứt bỏ nỗi sợ hãi, sống thật với bản thân và vượt qua mọi khó khăn theo đuổi đam mê. Sau khi ra mắt, Ba Chàng Ngốc đã đón nhận đông đảo những lời tán dương và thành công rực rỡ về mặt thương mại kể từ thời điểm phát hành. Với thời lượng khá dài, gần 3 tiếng, tuy nhiên khi bạn đã bị cuốn theo câu chuyện của phim thì có lẽ bạn sẽ không còn cảm thấy bộ phim dài, mà thay vào đó có thể bạn còn muốn nói dài thêm. Hầu hết những bạn học sinh và sinh viên đều rất thích bộ phim Ba Chàng Ngốc, có lẽ bởi vì nó phản ánh được phần nào tuổi trẻ của họ về những ước mơ, đam mê và hoài bão. Ngoài ra trong phim còn có rất nhiều câu thoại ý nghĩa và đáng nhớ. Human behavior के बारे में उस दिन हमने कुछ जाना। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। हम दुखी थे, लेकिन हमसे Vị trí thứ 7, BG từ Away. Kỳ diệu, hấp dẫn và lạ thường, một thế giới sống động, đồ sộ được đạo diễn Hayao Miyazaki tạo ra. Chihiro là một cô bé 10 tuổi, đang cùng gia đình chuyển đến nhà mới, thì cha cô rẽ nhầm một con đường lạ và họ phu tình lạc vào một thế giới linh hồn, một nơi chứa đầy những sinh vật kỳ bí, lạ thường. Tại đây, cha mẹ của Chihiro bị biến thành heo vì ăn phải thức ăn mà chưa được cho phép. Để cứu cha mẹ và có thể sinh tồn trên vùng đất linh hồn, cô bé Chihiro đã phải làm nô lệ cho phù thủy Yubaba và sau đó phải đổi tên thành Sen. Tại đây, Chihiro gặp được một cậu bé tên Haku. Haku đã giúp Chihiro có được một công việc để sinh tồn và hơn hết là để có thể cứu cha mẹ và trở về với thế giới hiện thực của mình. Bộ phim Vùng Đất Linh Hồn có một kịch bản rất tỉ mỉ và những lời thoại sâu sắc, có nhiều tuyến nhân vật được phát triển một cách thuyết phục và mỗi nhân vật đều rất đáng nhớ. Tuy là một bộ phim hoạt hình, nhưng những gì mà nó mang lại không hề nhỏ bé mà qua đó gửi gắm rất nhiều những giá trị nhân văn, ý nghĩa trong cuộc sống. Bộ phim từng đoạt giải Oscar cho phim hoạt hình xuất sắc nhất và cũng là bộ anime đầu tiên làm được điều này. Ngoài ra, Vùng Đất Linh Hồn từng là bộ phim đứng đầu doanh thu trong lịch sử điện ảnh Nhật Bản nhiều năm liền cho đến khi bị phá vỡ kỷ lục bởi Thanh Gươm Diệt Quỷ Chuyến Tàu Vô Tận vào năm 2020. Vị trí thứ 6, Tokyo Story. Một bộ phim của đạo diễn kỳ tài Oyu Yasujiro. Phim kể về chuyến đi thăm Tokyo của một cặp vợ chồng già. Ý định ban đầu của ông bà là thăm gia đình của con trai cả, người làm cả nhà tự hào vì làm nghề bác sĩ, cùng cô con gái, một thợ làm tóc. Cả hai đều đã lập gia đình và sống khá ổn định. Tuy nhiên, hai ông bà nhanh chóng nhận ra cuộc viếng thăm của họ chỉ làm cho các con của mình khó chịu, còn anh con trai cả hóa ra chỉ là một bác sĩ khu phố bình thường. Lấy lý do bận bịu chăm sóc khách hàng và bệnh nhân, con trai cả và cô con gái của ông bà quyết định đẩy bố mẹ mình đến khu suối nước nóng Atami, nơi ông bà nhanh chóng phải quay về Tokyo vì không chịu nổi sự ồn ào của nhà nghỉ. Tại Tokyo, người duy nhất đối xử chân thành và tình cảm với hai vợ chồng ông bà hóa ra lại là cô con dâu, người vợ của cậu con trai đã qua đời trong chiến tranh thế giới thứ hai của ông bà. Bộ phim khai thác về chủ đề tình cảm gia đình trong bối cảnh sau chiến tranh, đặc biệt là tình cảm của những thế hệ trong nhà với nhau, về tình thương lẫn nỗi cô đơn của những người lớn tuổi. Được thể hiện một cách tinh tế qua từng cử chỉ, ánh mắt, khóe miệng hay thậm chí chỉ là những cái thở dài và cúi đầu chào nhau. Cái hay của phim là được kể theo một cách rất chân thực, đời thường, để lại trong lòng người xem cảm giác man mác và cảm giác như cả bộ phim là câu chuyện đang diễn ra ở ngay chính gia đình hay hàng xóm xung quanh ta vậy. Bộ phim của đạo diễn Nhật Bản Oyu Yasujiro từng được bình chọn là phim hay nhất trong danh sách 100 phim hay nhất châu Á của liên hoan phim Busan. Vị trí thứ 5, Cuộc Sống Tươi Đẹp. Do Roberto Benigni đạo diễn và đóng chính. Bộ phim xoay quanh Guido, người đàn ông luôn có vẻ ngoài lạc quan yêu đời trong mọi hoàn cảnh.
anh là một người Do Thái lên thành phố tìm việc làm vào năm 1939. Tại đây, anh gặp một cô gái tên là Dora. Từ ngay ánh nhìn đầu tiên, anh đã yêu cô gái ấy. Cả hai sau đó yêu nhau và nhanh chóng kết hôn, và tình yêu của họ thêm bền chặt hơn khi Yushu, con trai họ, ra đời. Tuy nhiên, hạnh phúc êm đẹp đến với họ không được bao lâu thì bọn phát xít đến bắt những người gốc Do Thái lên trại tập trung, trong đó có Guido và cả Yushu, con trai anh. Tuy là một người Ý, nhưng Dora vẫn tự nguyện lên cùng chuyến tàu chở những người Do Thái, tất cả cũng chỉ vì để được gần gũi với chồng và con trai. Ở trại tập trung, nơi có thể khiến những người đàn ông can đảm, mạnh mẽ nhất cũng không thể kìm nổi những giọt nước mắt. Tuy nhiên, chỉ có mỗi Ruido là người vẫn rất lạc quan. Anh còn nghĩ ra một cách để giữ cho tâm hồn non nớt của cậu bé Yushu không bị tổn thương. Đó là anh nói dối cậu bé. Anh nói với Yushu rằng toàn bộ những thứ liên quan tới trại tập trung này đều là một trò chơi, và người chiến thắng với 1.000 điểm sẽ nhận được một phần thưởng là một chiếc xe tăng. Bất cứ hành động khóc, phàn nàn nào của hai bố con đều sẽ bị trừ điểm. Bất kỳ ai xem bộ phim này đều sẽ rất yêu mến Guido. Anh không chỉ là một người lạc quan yêu đời, mà còn là một người cha vô cùng tuyệt vời. Câu chuyện cổ tích trong trại tập trung của người Do Thái đã mang về cho Roberto Benigni 7 đề cử Oscar danh giá, và trong đó đạt 3 giải gồm phim ngoại ngữ hay nhất, nam chính xuất sắc nhất và nhạc phim hay nhất. Ngoài ra, bộ phim còn thu về hơn 200 triệu đô la doanh thu toàn cầu, một con số khá cao đến từ một bộ phim của Ý. And the Oscar goes to Roberto! Roberto! Vị trí thứ tư, bảng danh sách của Schindler. Thêm một bộ phim mang đề tài chiến tranh, thảm sát người Do Thái, nhưng với màu sắc chân thực và khốc liệt hơn của đạo diễn tài ba Steven Spielberg. Bảng danh sách của Schindler thường xuyên nằm trong các bảng xếp hạng những bộ phim hay nhất của lịch sử điện ảnh. Dựa trên tiểu thuyết của Thomas Kennedy kể về câu chuyện đời thực của Oskar Schindler, do Liam Neeson thủ vai. Ông là một doanh nhân người Đức, người đã cứu hơn 1.000 người Do Thái thoát khỏi thảm họa diệt chủng bằng cách thuê họ. Phim được làm một phần theo phong cách phim tài liệu, màu phim với định dạng đen trắng để thể hiện sự chân thực hơn về thời kỳ chiến tranh áp bức người Do Thái của Đức Quốc cả. Bảng danh sách của Schindler mô tả một cách chân thực đến nỗi kinh hoàng, cũng như sự kiên trì đáng khâm phục của những người Do Thái khi trải qua cuộc sống trong địa ngục trần gian. Bộ phim đã khắc họa cho chúng ta thấy bản chất tồi tệ nhất cũng như tốt đẹp nhất của con người trong thời kỳ chiến tranh ác nghiệt. Chiến tranh hay cái ác luôn có sức tàn phá khủng khiếp, và sự tàn khốc mà nó để lại khó thể nào có thể chữa lành. Tuy nhiên, nhân loại sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh vì một thế giới tươi đẹp, một nơi mà bất kỳ ai cũng có quyền được sống, được tự do và được yêu thương. Dù trải qua bao nhiêu thời gian thì giá trị mà bộ phim mang lại vẫn sẽ luôn tồn tại trong lòng của bất kỳ ai xem nó. Không chỉ vì sự xuất sắc về mặt điện ảnh, mà còn vì tiếng nói mà nó đại diện, về ý nghĩa mà nó mang lại và những lời nhắc nhở đến với nhân loại về sự hận thù, về chiến tranh và về việc quý trọng cuộc sống mà ta đang có. Phim đã đoạt vô số các giải thưởng lớn, trong đó phải kể đến 12 đề cử Oscar và chiến thắng với tất cả 7 giải, bao gồm các giải quan trọng như phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất và nhạc phim hay nhất. The list is an absolute good. The list is life. All around its margins lies the gulf. Vị trí thứ ba, bên trên tổ chim cúc cu. Thà giả vờ điên còn hơn là chết gí trong tù. Chuyển thể từ tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng cùng tên của nhà văn Ken Kesey. Bộ phim kể về Mark Murphy do Joker, Jack Nicholson thủ vai. Mark Murphy là một gã tội phạm giả điên đang bị tạm giữ tại một trại cải tạo và được chuyển tới một bệnh viện tâm thần. Ban đầu hắn cứ nghĩ sẽ được sống an nhàn tại bệnh viện cho đến khi mãn hạn tù, nhưng tại đây hắn gặp một y tá rác dịch, một ả y tá hà khắc và hiểm độc. Cuộc sống an nhàn của hắn thế là tan nát. Tất nhiên, hắn sẽ không cam tâm mà chấp nhận điều đó, vì thế hắn phải trỗi dậy. Nhưng không phải với một mình hắn, mà hắn đã kết nối những bệnh nhân khác lại với nhau và chống lại mụ y tá rắc địch. Bay trên tổ chim cúc cu là một bộ phim vừa sảng khoái vừa bi thương, chạm tới những câu hỏi sâu xa, phức tạp nhất về tự do và khuôn khổ, cá nhân và hệ thống, bình thường và bất thường, tỉnh táo và điên loạn. Bộ phim này cùng với hai bộ phim Chuyện xảy ra một đêm năm 1934 và Sự im lặng của bầy cừu năm 1991
là ba bộ phim trong lịch sử điện ảnh giành được cả 5 giải thưởng quan trọng nhất của Oscar, gồm 5 giải là phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất, nam chính và nữ chính xuất sắc nhất. But I tried, didn't I? God damn it. At least I did that. Vị trí thứ hai, Forrest Gump. Forrest Gump có thể không phải là một người đàn ông thông minh, nhưng anh ấy biết tình yêu là gì. I'm not a smart man, but I know what love is. Bộ phim tiểu sử theo chân cuộc đời của anh chàng Forrest Gump, một người có mức IQ chỉ vỏn vẹn 75. Vai diễn do diễn viên huyền thoại Tom Hanks thủ vai. Thước phim kể về cuộc đời của Forrest Gump trong giai đoạn nhiều biến động của lịch sử nước Mỹ qua góc nhìn ngây thơ và trong sáng của một người có chỉ số IQ thấp. Sự vô tư của Forrest đã giúp anh vượt qua mọi biến cố của cuộc đời và thậm chí còn giúp những người khác vươn lên. Forrest Gump không chỉ là một câu chuyện hài, cảm động về một người đàn ông chậm phát triển trí tuệ, mà sâu trong đó còn là những bài học về cuộc đời mà mỗi khán giả khi xem phim đều phải suy ngẫm. Bộ phim được chuyển thể từ một tác phẩm văn học cùng tên của Winston Churchill. Khi bộ phim được công chiếu vào năm 1994, nó đã đem về một doanh thu kỷ lục là 677 triệu đô toàn cầu. Ngoài doanh thu thương mại, bộ phim còn thâu tóm rất nhiều giải thưởng lớn, trong đó phải kể đến 4 giải Oscar gồm phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất và kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, qua đó mang về cho nam diễn viên Tom Hanks tượng vàng thứ hai danh giá. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Và vị trí số 1 thuộc về kẻ thất bại vĩ đại nhất lịch sử, nhà tù Sargent. Năm 1994 là năm cho ra đời rất nhiều tuyệt tác điện ảnh như Forrest Gump, Pulp Fiction, bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Disney, Vua Sư Tử hay Trùng Khánh Sâm Lâm của đạo diễn Vương Gia Vệ. Nhưng đặc biệt phải kể đến bộ phim Nhà tù Sargent, từng suýt bị chối bỏ khi mới ra mắt, nhưng sau gần 20 năm, bộ phim đầu tay của đạo diễn Ranh Darabont đã trở thành một tác phẩm điện ảnh yêu thích nhất của hàng triệu người trên toàn thế giới. Bộ phim đang đứng top 1 trên trang đánh giá phim hàng đầu IMDb xuyên suốt nhiều năm và đến hiện tại vẫn chưa từng có một bộ phim nào vượt mặt. Với thế hệ hiện nay, đây là một bộ phim kinh điển, nhưng vào thời điểm mà bộ phim mới ra mắt, thật khó để hút khách tới rạp với một tiêu đề chẳng có chút gì hấp dẫn. Thất bại trên thị trường doanh thu đã đành, ngay cả ở những giải thưởng danh giá như Oscar, thậm chí phim được đề cử tới tận 7 giải, nhưng lại ra về tay trắng. Mãi về sau khi được phát trên truyền hình cáp, DVD thì phim mới thực sự gây được tiếng vang lớn và được nhiều người biết đến và yêu mến. Bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết của Stephen King kể về Andy, một phó giám đốc ngân hàng, bị kết án tù chung thân về tội giết vợ và người tình của vợ. Anh một mực cho rằng mình bị oan. Sau đó, anh bị tuyên án chung thân tại nhà tù Sargent. Tại nhà tù, Andy không ít lần bị chèn ép và làm nhục, nhưng cũng tại đây, Andy làm quen được với những người bạn tốt, chỉ ngọt sẻ bùi cùng anh trong khoảng thời gian trong tù. Trong số những người bạn của Andy, có Red, người đã giúp đỡ anh rất nhiều và vì sao trở thành bạn thân thiết nhất với anh. Trên đây là danh sách 10 bộ phim rất hay và ý nghĩa. Mình tin rằng các bạn khi xem phim sẽ có một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ. Chúc các bạn có một ngày đầy vui tươi, hạnh phúc và xem phim vui vẻ nhé. Nếu các bạn yêu thích video của mình thì đừng quên like và ấn subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.